Trước khi bắt đầu lễ khai mạc, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đoàn trống đến từ Thiên Ân Performing Arts. Before we begin our opening ceremony for this afternoon, please give a round of applause to welcome Drumline Showcase from Thiên Ân Performing Arts. Thank you.
Hoang tưởng đã dùng bom đạn để hủy diệt mọi tổ ấm. Sự trả thù khủng khiếp đã xô em ra biển. Tự do đã rộng mở vòng tay, chắp thêm cho em đôi cánh. Hỡi đàn chim Việt mến yêu, hãy bay vút lên thật cao. Trên kia một khung trời tự do tươi sáng.
the streets. Sometimes the strangers in my town. Wait till April and I meet. Wear my silken shirts and gowns. Karaoke I sing, mount my life within. When I say I love to follow eastern winds. You think yellow, I say gold. It's the color of my real skin. I am young, but I am told that my history flows within. You think yellow, I say gold. Feel the currents of red river through my soul. Draw my thoughts in venom ink, all my paper made of rice. I am shy in the begin, when a boy gives me the eye. Karaoke I sing, mount my life within. When I say I love to follow eastern winds. You think yellow, I say gold. It's the color of my real skin. I am young, but I am told that my history flows within. You think yellow, I say gold. Feel the currents of red river through my soul. You think yellow, I say gold. Take me home. Feel the current through my soul. You think yellow, I say gold. It's the color of my real skin. I am young, but I am told that my history flows within. You think yellow, I say gold. Feel the current of red river through my soul. You think yellow, I say gold. It's the color of my real skin. I am young, but I am told that my history flows within. You think yellow, I say gold. Feel the currents of red river through my soul. Thank you Thiên Âm Performing Arts. Xin quý vị có thể cho một tràng pháo tay thật lớn một lần nữa cho Thiên Âm Performing Arts được không ạ? Ok. Chúng em xin kính chào toàn thể quý vị đã đến tham dự buổi lễ khai mạc của Hội Tết Sinh viên lần thứ 41 với chủ đề Hướng về quê hương. Chúng em là Nguyễn Thiên Long và Nguyễn Thanh Tâm Lê. Chúng em thân hạnh được thay mặt các anh chị em trong Hội Tết Sinh viên Việt Nam, miền Nam California để điều khiển chương trình khai mạc ngày hôm nay. We would like to welcome everyone to our 41st annual UVSA Tết Festival with the theme Road to Our Homeland. My name is Tam Lee Nguyen and this is Thieng Lam Nguyen. Today we are honored to represent our brothers and sisters of UVSA and to serve as your MCs for the opening ceremony.